Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình học và giải các bài tập có trong bài 74 Phép nhân phân số Bài học của chúng mình có ở trang 64, sách giáo khoa toán lớp 4, tập 2 của bộ sách Chân trời sáng tạo Bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá kiến thức mới của tiết học ngày hôm nay trong phần 1 la mã, cùng học có một mảnh vải hình vuông cạnh 1 mét. Cắt ra để có một miếng vải hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 3 phần 4 mét và 1 phần 2 mét. Diện tích miếng vải là bao nhiêu mét vuông? Để trả lời được câu hỏi của mẹ thì chúng ta sẽ xét ví dụ sau đây. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 3 phần 4 mét và chiều rộng 1 phần 2 mét. Viết phép tính tìm diện tích hình chữ nhật thực hành trên giấy kẻ ô vuông để tìm diện tích hình chữ nhật theo hình vẽ bên. Chúng ta sẽ dựa vào hình vẽ để có thể tìm được số và phân số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. Đầu tiên là diện tích hình vuông lớn. Hình vuông lớn có cạnh dài là 1 m nên diện tích sẽ là 1 x 1 bằng 1 mét vuông. Diện tích một ô vuông chúng ta thấy rằng hình vuông lớn được chia thành 16 ô vuông nhỏ, vậy thì diện tích của một ô vuông sẽ bằng 1 phần 16 mét vuông. Diện tích hình chữ nhật, chúng ta thấy rằng hình chữ nhật này thì có tất cả là 6 ô vuông, Vậy thì diện tích hình chữ nhật sẽ bằng 6 phần 16 mét vuông. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện phép nhân hai phân số là 3 phần 4 và 1 phần 2 bằng 3 nhân 1 phần 4 nhân 2 và bằng 3 phần 8. Mà chúng ta nhận thấy rằng 3 phần 4 chính là chiều dài của hình chữ nhật và 1 phần 2 là chiều rộng của hình chữ nhật. Ta lấy chiều dài nhân chiều rộng tức là đã ra diện tích của hình chữ nhật. Mặt khác chúng ta nhận thấy rằng phân số 6 phần 16 mà chúng ta vừa mới tìm ra được khi chia cả tử số và mẫu số cho 2 chúng ta sẽ thu được phân số là 3 phần 8. Chính là kết quả của phép nhân 3 phần 4 nhân 1 phần 2. Vậy thì qua phần ví dụ này chúng ta thấy rằng muốn nhân hai phân số ta sẽ nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số. Để củng cố về cách nhân hai phân số, chúng ta sẽ đi làm các bài tập có trong phần hai là mã thực hành. Bài 1 Viết theo mẫu, biết mỗi hình dưới đây được chia thành các phần bằng nhau. Xét phần đề bài đã làm mẫu, chúng ta có phân số 2 phần 3 chính là phân số tương ứng với chiều rộng của hình chữ nhật. Nhân với 3 phần 4 chính là phân số tương ứng với chiều dài của hình chữ nhật đã được tố màu. 2 phần 3 nhân 3 phần 4, chúng ta nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số, 2 x 3 phần 3 x 4 và bằng 1 phần 2. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ đi làm các phần A, B và C. Xét phần A chúng ta có phân số ứng với chiều rộng của hình chữ nhật đã được tô màu là 2 phần 5. Nhân với phân số ứng với chiều dài của hình chữ nhật đã được tô màu là 3 phần 5. bằng 2 nhân 3 phần 5 nhân 5 bằng 6 phần 25 Phần B Chúng ta thấy phần B chỉ có một ô vuông được tô màu Vậy thì phân số ứng với chiều rộng của hình chữ nhật được tô màu là 1 phần 2. Nhân với phân số ứng với chiều dài của hình chữ nhật được tô màu là 1 phần 3. Bằng 1 nhân 1 phần 2 nhân 3 bằng 1. 1 phần 6 Phần C Phân số ứng với chiều rộng của hình chữ nhật được tô màu là 4 phần 5 Nhân với phân số ứng với chiều dài của hình chữ nhật được tô màu là 5 phần 6 Bằng 4 nhân 5 phần 5 nhân 6 chia cả tử số và mẫu số cho 5 chúng ta được phân số 4 phần 6 tiếp tục chia cả tử số và mẫu số cho 2 chúng ta được phân số 2 phần 3 tiếp theo là bài tập có trong phần 3 la mã luyện tập Bài 1 Bài 1 yêu cầu chúng ta tính các phép nhân. Vậy thì khi nhân hai phân số, chúng ta sẽ nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số. Nếu phân số thu được chưa phải là phân số tối giản, thì chúng ta sẽ chia tiếp để thu được phân số tối giản. Phần A, 1 phần 6 nhân 2 phần 3 bằng 1 nhân 2 6 x 3 bằng 2 phần 18 Chia cả tử số và mẫu số cho 2 Chúng ta được phân số tối giản là 1 phần 9 1 phần 6 x 2 phần 3 bằng 1 phần 9 Phần B 6 phần 5 x 3 phần 8 bằng 6 x 3 phần 5 x 8 bằng 18 phần 40 chia cả tử số và mẫu số cho 2 chúng ta được phân số tối giản là 9 phần 20 6 phần 5 x 3 phần 8 bằng 9 phần 20 phần C 4 phần 3 x 8 phần 9 bằng

nhân 5 bằng 60 phần 60 tức là bằng 1. 5 phần 12 nhân 12 phần 5 bằng 1. Bài 2 Viết các thừa số là số tự nhiên dưới dạng phân số rồi tính. Như các em đã biết rằng mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng phân số có mẫu số là 1. Vậy thì sau khi viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1 thì chúng ta sẽ tiến hành nhân hai phân số, tử số nhân tử số và mẫu số nhân mẫu số. Phần A, 2 nhân 3/14 bằng 2/1 nhân 3/14. bằng 2 nhân 3 phần 1 nhân 14 bằng 6 phần 14 chia cả tử số và mẫu số cho 2 chúng ta được phân số 3 phần 7 2 nhân 3 phần 14 bằng 3 phần 7 Phần B 3 nhân 4 phần 9 bằng 3 phần 1 nhân 4 phần 9 bằng 3 nhân 4 phần 1 nhân 9 bằng 12 phần 9 Chia cả tử số và mẫu số cho 3 chúng ta được phân số 4 phần 3 3 nhân 4 phần 9 bằng 4 phần 3. Phần C, 7 phần 18 nhân 6 sẽ bằng 7 phần 18 nhân 6 phần 1 bằng 7 nhân 6 phần 18 nhân 1 bằng 42 phần 18. chia cả tử số và mẫu số cho 6 chúng ta được 7 phần 3 7 phần 18 nhân 6 bằng 7 phần 3 cuối cùng 19 phần 12 nhân 0 mọi số nhân với 0 thì đều bằng 0 vậy 19 phần 12 nhân 0 sẽ bằng 0 bài 3 Đính rồi so sánh kết quả Ta có 2 phần 7 Nhân 3 Bằng 2 phần 7 Nhân 3 phần 1 Bằng 2 nhân 3 phần 7 nhân 1 bằng 6 phần 7. Tiếp tục ta có 2 phần 7 cộng 2 phần 7 cộng 2 phần 7. Đây là các phân số có cùng mẫu số. Ta sẽ cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. 2 cộng 2 cộng 2 phần 7 bằng 6 phần 7 Vậy thì chúng ta thấy rằng 2 phần 7 x 3 sẽ bằng 2 phần 7 cộng 2 phần 7 cộng 2 phần 7 Bài 4. bài 4 hỏi chúng ta là các biểu thức nào có giá trị bằng nhau? Để làm được bài tập này nhanh nhất thì các em hãy nhớ rằng trong phép nhân các phân số cũng có tính chất giao hoán và tính chất kết hợp. Ngoài ra thì khi nhân một phân số với một thì kết quả thu được vẫn bằng chính phân số đó. Tính chất nhân một số với một tổng cũng được áp dụng đối với các phân số. Chúng ta xét biểu thức A, 3 phần 5 nhân 10 phần 3. Áp dụng tính chất giao hoán vào biểu thức A, chúng ta sẽ thu được biểu thức T. Vậy, biểu thức A sẽ bằng biểu thức T. Xét đến biểu thức B. Tiếp tục áp dụng tính chất giao hoán đối với biểu thức B, thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ thu được biểu thức V. Vậy là biểu thức B sẽ bằng biểu thức V. Chúng ta xét đến biểu thức C. Áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp có trong phép nhân và biểu thức C, chúng ta sẽ thu được biểu thức U. Vậy biểu thức C sẽ bằng biểu thức U áp dụng tính chất nhân một số với một tổng đối với biểu thức D, chúng ta sẽ thu được biểu thức S. Vậy cuối cùng biểu thức D sẽ bằng biểu thức S. Bài 5. Bài 5 yêu cầu chúng ta tính Đối với bài tập này thì các em hãy nhớ là khi nhân các phân số với nhau thì chúng ta sẽ nhân tử số với tử số và mẫu số với mẫu số. Tuy nhiên thì trong quá trình tính toán chúng ta cũng nên áp dụng các tính chất giao hoán, tính chất kết hợp có trong phép nhân để thực hiện phép tính được dễ dàng hơn. Phần A 7 phần 9 nhân 15 phần 28 nhân 9 phần 7 sẽ bằng Áp dụng tính chất giao hoán, Cô sẽ nhóm phân số 7 phần 9 và 9 phần 7 vào với nhau. 7 phần 9 nhân 9 phần 7 nhân 15 phần 28 bằng 7 phần 9 nhân 9 phần 7 sẽ bằng 7 x 9 phần 9 x 7 tức là bằng 63 phần 63 hay nói cách khác sẽ bằng 1 x 15 phần 28 1 nhân với một phân số thì kết quả vẫn bằng phân số đó, tức là kết quả vẫn bằng 15 phần 28. Phần B, 9/32 nhân 2/3 nhân 14/21. Nhận thấy phân số 14/21 chưa phải là phân số tối giản, vậy chúng ta sẽ đi rút gọn phân số này trước. Biểu thức đã cho sẽ bằng 9/32 nhân mở ngoặc 2/3 nhân chia cả tử số và mẫu số cho 7. 14 chia 7 bằng 2 21 chia 7 bằng 3 Chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước Biểu thức sẽ bằng 9 phần 32 Nhân 2 x 2 bằng 4 3 x 3 bằng 9 Bằng 9 x 4 Phần 32 x 9 Chia cả tử số và mẫu số cho 9 thì kết quả sẽ bằng 4 phần 32 Tiếp tục chia cả tử số và mẫu số cho 4 chúng ta được phân số tối giản là 1 phần 8 Vậy 9 phần 32 nhân mở ngoặc 2 phần 3 nhân 14 phần 21 đóng ngoặc bằng 1 phần 8. Bài 6 Bài tập số 6 yêu cầu chúng ta điền số. Hình vuông cạnh dài 1 mét được chia thành các ô vuông nhỏ bằng nhau xem hình vẽ. Phần màu vàng có diện tích là bao nhiêu mét vuông? Vậy thì để tìm được diện tích của phần màu vàng thì chúng ta cần phải đi tìm diện tích của hình vuông cạnh dài 1m và diện tích của mỗi ô vuông nhỏ. Tiếp theo là chúng ta sẽ đếm số ô vuông nhỏ được tô màu vàng rồi viết phân số chỉ diện tích của phần màu vàng. Chúng ta thấy rằng diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m sẽ là 1 x 1 và bằng 1m vuông mà hình vuông lại được chia thành 100 ô vuông nhỏ bằng nhau nên diện tích của mỗi ô vuông nhỏ sẽ là 1 phần 100 mét vuông. Sau khi đếm thì chúng ta thấy rằng phần màu vàng có diện tích bằng 40 ô vuông nhỏ tức là phần màu vàng sẽ có diện tích là 40 phần 100 mét vuông. Chia cả tử số và mẫu số cho 20, chúng ta thấy phân số 40 phần 100 sẽ bằng 2 phần 5 mét vuông. Vậy số cần điền vào dấu hỏi chấm sẽ là phân số 2 phần 5. Phần màu vàng có diện tích là 2 phần 5 mét vuông. Bài tập số 6 cũng là bài tập cuối cùng có trong bài 74 Phép nhân phân số. Hy vọng rằng các em đã có một giờ học bổ ích. Chúng mình hãy tiếp tục truy cập vào trang web lời giải hay com để theo dõi các bài giảng chi tiết khác nhé. Chúc các em học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào những video bài giảng tiếp theo.